chắc là vậy đó. Bây giờ quay lại, khi mà đến cái thời điểm hiện tại chị vẫn trở lại với lại EDM, nhưng mà tiếp theo what's next? What's next à? Bao tiếc nuối đang say vô, bao ký ức đang hiện về, cho nước mắt rơi nhạt nhòa chìm trong nỗi nhớ anh. Em vẫn biết anh chẳng còn, em vẫn biết ta chẳng còn, nhưng vẫn muốn xem cuộc tình chỉ đang yên giấc mà thôi. Giờ em mới biết rằng tháng ngày qua là thời gian tuyệt vời mà em nhận ra đã mất. Tìm anh trong những nỗi nhớ dĩ vãng đã xa tận tay, để rồi nhận lấy đau đớn như phút giây anh nói hít không dám ra hít không cái chuyện hít thì không quan trọng. Quan trọng là mình ra một cái bản nhạc tự sự. Em thích thiệt là bài này rất là ok, nó phù hợp với cái độ tuổi bây giờ của chị rồi, cái giai đoạn này của chị rồi. MV thật là đẹp. Ok. Và thật là đơn giản. Strip down, có nghĩa là phải strip down với là cái quần áo mà minimal nhất. Yeah. Hy vọng là nói chung là sẽ thêm một sản phẩm âm nhạc nữa thành công. Với nhắc lại cho mọi người một lần nữa là Thảo Trang cũng hát được nhạc pop. Yeah. Chứ không phải lúc nào cũng giật rung đung. Ok.